em này, con giám đốc công ty gì ấy, như kiểu chúng nó kéo nhau đi bán thuốc ấy. Ừ. Tức là ông giám đốc kia có thằng em trai là cũng mở công ty bán thuốc luôn, nhưng mà lại gộp luôn vào với kiểu là cái ông giám đốc này, cái hai anh em kiểu là bán chung. Ừ. Hai công ty riêng nhưng mà gộp chung vào một cái kho với cả vận đơn các kiểu, tức là như là một thôi, nhưng cái công ty kia thì là công ty trên danh nghĩa ấy. Đấy. Còn em, còn vợ, còn bà vợ ấy, thì em gái bà ấy lại mở công ty bán thuốc tiếp ở ngay chỗ Đặng Xá này, đi vào này cái chỗ Mai Cà Phê đi cho em hiểu luôn, cả họ đi bán thuốc, cả họ bán thuốc. Thứ hai mình kiếm được giá tốt, thứ ba là nó không buôn bán nổi trội trên thị trường. Đấy, chỉ cần làm ăn buốt, làm ăn thuốc, làm biết tiền đi trường thì nó biết rồi. Bây giờ nhá, ví dụ như một cái loại xịt trọng công ty đơn chi nó bán 12.000, tới tay mình là 50. Đẩy giá kinh. Tức là bây giờ công ty chi nó chỉ đẩy ra với bọn nó phân phối đi nhá. Là hôm trước là thấy là đăng là 300 triệu tiền hàng, doanh thu 450 triệu, tức là lãi 150 triệu, lãi 1.5. Đấy, cứ thế thôi, đấy là công ty nó lãi nhá, còn chưa tính cái thằng phân phối kia, mà chưa tính cái bọn quầy thuốc. Đấy, thì em tưởng tượng bọn quầy thuốc nó đẩy thế nào lên nữa, kiếp luôn, bọn nó phải đẩy gấp 2, gấp 3. Mình đeo đi mặc cả thì thuốc. Mà mặc cả nó đeo cho mặc cả ấy, nó mua thôi. Nó cứ mua đi. Nó cứ cắt cho thì mình trả tiền. Mặc cả không bao giờ trả giá và không bao giờ bị ra dốc như là nào. Kéo đi còn biết nguồn gốc luôn. Biết mình biết nguồn gốc nhưng mà cái đáp nhá, đáp của bọn là phân phối đấy, nó hết đáp rồi, nó gửi ngược lại cho nhà máy, in lại đáp mới lại để một chút thuốc của mình đấy là mình đã chịu luôn. Triple kill, multi kill. Cái cao đẳng dược về làm cái giấy bán thuốc nữa, làm quầy thuốc đi kinh doanh, nó có trả theo bán của quầy thuốc hỏi người ta mới mua chứ, phải ba hùng nó hỏi thế. Thế mới bảo là phải học cái cao đẳng dược, hoặc là học cái gì nữa được, biết bệnh tí. Thế là bán quen nữa. Như con Ly vậy á, đang cho phép học hạng dược. Đợi lúc nó cho tổng kết học phí ngũ bò ấy, thì đã trường tổng kết cho 8.1. Biết đâu được là nó giỏi ngầm sao. Rồi, ngày xưa Monster kill.
I'm
Thank you.
Multi-kill.
Triple kill. Multi kill. Triple kill. Multi kill.